Good morning. Quay cái nhà cho coi. Cái nhà chưa có xong. Nhưng mà nó khác rất là nhiều. Nó sáng bét sáng beng này, cái nhà nó trắng. Cái nhìn nó giống như nó nhiều ánh sáng hơn. Cái nhà cũng sắp hoàn thành cái phần sơn, còn cái phần sàn nữa mà không có làm được hàng ngày cho nên còn chờ tiếp tục. Nhìn cái nhà sáng kia thức dậy đi rồi nè, nắng buổi sáng nó vô mà giống như bật đèn, nhà nó sáng như có đèn khỏi cần bật điện luôn. Bật ánh sáng này thì nó cái tường nó lại không có trắng như mình nhìn thấy bình thường, tắt đèn thì thấy nó trắng, mở đèn lên nó chói á. Đây, cái phòng này cũng sơn xong rồi, còn chạy cái nẹp dưới chân nè, với thay cái sàn, thay cái thảm, nó khác cái hôm trước nhiều. Nhưng mà mình còn chưa có hoàn chỉnh, còn cái phòng trong kia với lại đóng cái đẹp chân. Nhưng mà nó sáng ghê luôn. Rồi giờ tắm lên đường đi nhà thờ. Mới mưa xong thì cây cối nó rất là vui tươi. Hai cái chậu cây của Tám cưng nó lắm. Năm nào nó cũng trồng lại hết á, rồi mùa đông nó chết cứ trồng lại vậy thôi. Với lại thăm vườn hoa tí rồi đi. Cái hoa thực dược của Tám này. Ở đây có một cái nụ nó sắp ra không biết màu gì, chắc màu tím tím giống vậy. Đây là vườn hoa ly. Tám mới cắm mấy cái que rồi cho nó đứng lên chứ mưa gió cái nó ngã nó nằm xuống. Cúc này, có mưa cái nó có nước cái nó tươi ghê không? Cái này nó cũng nở vào màu này, màu tím nhạt cũng ha, nhạt nhạt quá. Màu này đẹp nè, này cũng nở bung rồi nè. Còn mấy cái nụ nữa chắc hôm nay mai nó nở là hết luôn. Màu này cũng đẹp nữa ha, màu này cũng xinh. Đây còn một cái nụ đây nó sắp nở rồi nè, nó không chắc nó ra màu đó. Tâm đã lên xe, Tâm đi nhà thờ. Giờ là gần 8 giờ. Bên đây nó đi ra đường này lâu lắm rồi. Có cái nhà nó để bảng bán này mà lâu lắm rồi nha, for sale nè. Sao lâu dữ người ta? Không được giá cả. Nhìn đẹp, gọn gàng, sạch sẽ. Trồng cây, trồng hoa mà vuông vức sạch sẽ đâu đó. Mà sao bán lâu người ta? Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu. Anh chờ đâu thấy mũi quá, phải xịt nước thuốc vô. Phải xịt thuốc vô luôn mũi, cả ly cà phê.
Tấm đi tấm thấy cái cây nó gãy hôm bão vừa rồi đó, cây to ghê nó đập gãy cái sập cái hàng rào, người ta cắt khúc khúc ra. Cái gì trên kia ghê quá các bạn, tai nạn sao mà bay chiếc xe lên trên đường. Ôi chỗ này đèn hư, chiếc xe nó bay lên trên luôn. Xe nó thắng sao mà nó bay lên trên ghê vậy. Ôi trời đất, ôi cha mà ơi, chạy sao mà nó cái đèn cái đó nó hư. Chắc hôm bão giờ rồi cái đèn cái đó nó hư thì mọi người phải tự dừng lại rồi đi tiếp, mà thằng kia nó chạy sao mà nó tông mà nó phanh nó bay luôn chiếc xe lên trên cái thềm nó đứng luôn. Trời đất, chắc mới vừa bị á. Ghê quá, nó đi chắc cái người đó, cái người mà tông đó là một là đi thẳng, hai là quẹo trái qua đó đó. Bay chiếc xe lên trên kia luôn đi, thắng nó ngoặt qua bên phải luôn, bay chiếc xe lên trên đó đó. May mà không tông vô trong cái cục điện á, bay lên đó thôi thì người không sao đâu, người có bị chấn thương bên trong chứ chiếc xe nó không có bị bẹp. Thank you.
tin phục vụ còn nhiều. Đi về để xong đi ra lại xe đi về đi chợ. Mẹ ơi, đời con dối bước theo mẹ. Bữa nay cha giảng hay ghê mà Tâm cũng có quay lại cái bài giảng của cha. Cha kể những câu chuyện vui ghê luôn. Nắng ghê không? Mới có 10 giờ. Hơn 10 giờ tí mà nắng về sờ. Chứ lẽ ra Tâm nghe một tin bàng hoàng luôn các bạn ơi. Tâm cầm cái điện thoại lên Tâm thấy cái Facebook của Mai Thu Huyền á, người mà vừa mới làm phim đó, Hoa Mong Manh đó. Thì Tâm thấy tin Đức Tiến qua đời, trời ơi bàng hoàng luôn các bạn. Tại vì biết sao không, Tám là cái người thường xuyên coi cái kênh YouTube của bà Tám Cam Thơ, ca sĩ Cam Thơ. Thì Tâm hay thấy Đức Tiến lắm. Đức Tiến dẫn chương trình cũng vui lắm, hoặc ngon lắm. Mà tự nhiên đùng cái nghe tin Đức Tiến bị nhồi máu cơ tim qua đời, trời không tin nổi luôn các bạn ơi. Sao mà nó đột ngột như vậy, mà người ta trẻ khỏe mà sao vậy ta. Nhìn Đức Tiến khỏe khoắn năng động mà tự nhiên mình nhồi máu đưa vô nhà thương thì chết luôn à, sao kỳ ấy. Ôi sao đời này nó vô thường mà nó nhanh như vậy ta. Ui không tin được luôn á. Mới thấy đi thiện nguyện với Thanh Mai đây, rồi về lại Mỹ, rồi về lại bên Việt Nam để ra mắt phim gì đó. Mà sao đùng cái nhồi máu cơ tim à. Biết sao không các bạn, tối hôm qua Tâm ngủ, từ trước cho tới khi đi ngủ là không có vấn đề gì hết á. Cái tự nhiên cái nằm xuống cái nó đau nhói nhói đằng sau lưng, cái dán miếng salon bát lên cái lưng để đi ngủ, tự nhiên nằm xuống lại cái bắt đầu cái cơn đau á, nó đi từ cái xương sườn đằng sau á, nó đi vòng ra đằng trước, nó đi mà mình thấy được luôn á, mình cảm giác cái cơn đau nó di chuyển từ đằng sau đi vòng qua đằng trước. Ôi nó đau mà Tâm không ngủ được luôn, mà không phải nó đau ở trong cái tim mà nó đau ngoài cái xương á, cái cơ cái xương á. Giống như mình bị chấn động mạnh mà Tâm đâu có làm gì đâu chấn động. Tự nhiên Tâm suy nghĩ, Tâm nói có khi nào mình bị ung thư ngực hay mình bị cái gì không. Rồi cái Tâm nghĩ xa xa rồi bây giờ ví dụ cho mình ra đi đột ngột á, thì nó không có gì để nói. Mình ra đi đột ngột thì con nó sẽ về, nó dọn dẹp lại nhà cửa, nó bán, nó cho thuê gì đó là xong. Nhưng mà lỡ thì cái Tâm nghĩ lỡ mình bệnh rồi mình không thể làm được nữa rồi sao ta, rồi mình sắp xếp như thế nào cho những cái thời gian mình còn ở đây nhưng mà mình không có làm việc được, không có thu nhập, rồi cuộc sống mình nó là sao, rồi bill nợ hàng tháng làm sao. Tự nhiên Tâm suy nghĩ đã đau không ngủ được rồi mà suy nghĩ nữa nó cứ không ngủ luôn. Cái cuộc sống mà nó đang bình thường như vậy, mỗi ngày mình đi làm, mỗi tháng mình có lương, có đồng ra đồng vô, rồi mình sắp xếp cái cuộc sống của mình như vậy. Một ngày kia cái mình bị cái gì mình không đi làm nữa. Cái cuộc sống ở Mỹ này không đi làm,
nó rất, cuộc sống ở Mỹ nó dễ nhưng mà nó rất là căng thẳng nha các bạn. Nó stress, tức là nó bill nợ hàng tháng. Ở Việt Nam mà nếu mình không làm ra tiền thì cũng căng thẳng, cũng tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng cổ, tiền điện nước này kia. Tao không biết diễn tả sao nhưng mà thật ra cuộc sống ở Mỹ này, dù có ai đó họ có cái cuộc sống nhìn thấy nó khá giả đi thì nó cũng căng thẳng các bạn, cũng stress, tại vì đi chiếc xe thì nợ bill, nợ chiếc xe, rồi không phải bill nợ chiếc xe mà nợ cho bảo hiểm xe đó. Còn ở cái nhà thì phải lo cái bảo hiểm của nhà, không ai không mua bảo hiểm, tại vì chiếc xe ở đây mà mình đi mà lỡ có chuyện gì mình sửa ra sửa, nếu mình không có bảo hiểm mình sửa không nổi được các bạn ơi, nó mắc lắm. Mình bị sơ sơ, trại sơ sơ đi mà mình sửa lại nó cũng là mấy ngàn đô á, tiền đâu mình sửa xe, cho nên phải có bảo hiểm. Thật ra chứ nó stress lắm. Hàng tháng là cái ngày nào thì bill nào về, ngày nào thì trả nợ nào các bạn. Nó mình đi làm được thì mình thấy bình thường, đi làm được thì có thu nhập thì trả những cái đó, thì nó không có phải là đến mức mà cơm áo gạo tiền như Việt Nam. Nói chung là cuộc sống cũng có hướng giải quyết, cũng nhẹ nhàng, nhưng mà tự nhiên con người mình không được khỏe đó, cái mình nghĩ tới một ngày đó mình không đi làm được nữa, không đi làm được nữa thì mỗi tháng bill nó vẫn về thì mình làm sao, tự nhiên tâm sợ cái tâm suy nghĩ nhiều á, cái mình tỉnh ngủ luôn, nhức đầu luôn. Cái bây giờ chỉ còn cách đó thì thôi, bây giờ mình cầu nguyện cho cái bệnh mà mình suy nghĩ nó không đến nỗi tệ như mình sợ, mình lo sợ đó, với mình cầu nguyện cho mình có cái sức mạnh tinh thần để vượt qua. Tự nhiên tao không hiểu cái cơn đau mà tao không hiểu gì luôn á. Từ trước khi đau cho tới thì nguyên ngày có làm gì đâu mà chấn động xương sườn, mà nó đau cho tới ngày hôm qua. Mà tự nhiên hồi đó sao mình cũng nghĩ thì nhiều mà không nhớ, kỳ đó cũng có bị đau cái chỗ nào đó không nhớ, chân tay gì đó đau quá ngủ không được, thì đi bác sĩ có nói, thì bác sĩ nó thường cái tuổi mình nó có những cơn đau bất chợt, và những cái đau nhất là của cái tuổi tác, thì bác sĩ có cho tắm cái thuốc giảm đau để đó đề phòng khi mình cần thì mình uống đó. Mà sao hôm kia tắm đau tôi không nhớ tới cái lọ thuốc đó luôn, tắm để đầu giường đàng hoàng, tại vì như thường những cái đau là nó ở trong khi mình đi ngủ, đau á mình uống mà sao không nghĩ tới. Tự nhiên mình nghĩ tới ung thư ngực không mà mình không nghĩ tới cái lọ thuốc của cái đau cái cơ với xương. Không, tao không nghĩ mình bị đau cơ xương mà tao nghĩ mình bị căn bệnh gì đó. Đến là hôm sau đi làm sáng dậy thì mới nhớ ra cái lọ thuốc giảm đau, thì uống một viên thì nó bớt, rồi hôm qua thì nó bớt dần, hôm nay ba cũng còn đau phía trước ngực mà không có nhiều lắm, nhưng mà hồi đó nó đau lắm các bạn biết không. Mình đau mà mình hít sâu vô không được, tại vì mình hít sâu thì cái phổi mình nó to ra thì nó chấn động vô trong cái cơ với cái xương nó đau, nên thở ngắn thôi, hít tí ngắn tao không có hít sâu được, thành ra mình thở nó ngắn nó rất là mệt luôn. Mà mình đau thì mình hít thở sâu nó bớt đau, nhưng mình hít thì nó đau, thành ra không có cái giống như tao bị bí á, không có cách nào giải quyết hết á. Rồi mình cứ cho bắt buộc cái đầu mình phải hướng vô cái tích cực và hy vọng. Cái tự nhiên sáng đi lễ thì hân hoan vui, chỉ cầu nguyện thôi chứ không có bi quan. Mà tự nhiên đi ra khỏi nhà thờ cầm cái điện thoại, cái bài của Mai Thu Huyền nó đập vô mắt mình đầu tiên á, đập nó hết hồn à. Tấm còn coi lại cái trang này trang của ai, có thật hay là tin giả, thì tấm thấy là Mai Thu Huyền không phải là những cái trang mà nó có những cái đưa tin sai sự thật á, thì tấm biết cái trang này không phải trang đưa sai sự thật. Đầu tấm phải tìm vô trong Facebook của Tracy Phương Trinh với lại Cảm Thơ để tấm xác minh lại cái tin này đúng hay không á, thì đúng là như vậy, đúng là Đức Tiến mất rồi. Trời ơi sao mà nhanh quá vậy nè, mới thấy nói về thẩm mỹ viện rồi gì đó,
lâu lâu vẫn thấy Cam Thơ gặp Đức Tiến rất là vui. Sao vậy trời? Tâm nghe tâm cũng đứng tim luôn á. Đời này đúng là không ai biết trước được cái chuyện gì hết. Có người họ bệnh nặng, mình tưởng họ đi rồi thì họ lại khỏe lại. Mà có người khỏe re không thấy sao hết trơn thì đụng một cái ra đi à. Cái vụ tai nạn mình nghĩ không sao rồi, chắc người ta cái xe nó giọt lên lề thì người cái xe còn nguyên, các người không sao, hết hồn thôi. Mình thấy cũng nó không có, mình không thấy cái tin gì đến nỗi mà nó nguy hiểm, nhưng mà đụng một cái nghe cái tin chết người luôn, tự nhiên đau tim đưa vô nhà thương chết, bị nhồi máu cơ tim. Có bị sốc với cái gì không mà nhồi máu cơ tim? Bị căng thẳng gì cái gì không? Tự nhiên bàng hoàng luôn các bạn. Phải không? Cái cuộc sống mình phải vui vẻ đi, nói điều tích cực, thứ tha đi, nhẹ nhàng đi, bớt chê bai, bớt làm tổn thương người khác. Thiệt. Có những người cứ làm tổn thương người khác, họ mang những cái câu tổn thương nó theo trong giấc ngủ luôn. Hãy yêu thương nhau đi, hãy nhẹ nhàng với nhau đi, bởi đâu biết được ngày mai đâu, đâu có biết được tương lai. Giờ Tâm ghé cho Tâm đi chợ cái đây. Tâm đi lẹ đây về đến nhà rồi các bạn. Hồi nãy Tâm ghé vô chợ xong rồi, cái lên xe đi về thì mở coi lại cái tin về Đức Tiến á, cho nên nãy giờ không có quay. Giờ Tâm mới về tới nhà đây. Vừa về tới nhà thì thấy có một con mèo đang nằm ở sân nhà Tám. Trời ơi, có hưởng thụ không nè, đeo cái trái tim gì chắc con chip có màu hồng trên cổ kìa. Mèo này ở nhà hàng xóm, mèo tâm thể dễ thương lắm nè. Nó tự nhiên nó không có sợ gì ai đâu. Meo meo meo, come here. Đó, dễ thương chưa nè. Lại nè. Sao? Sao? Trời ơi, lại nó kê cận đó chứ. Lại kê cận nhõng nhẽo nữa, lại đây. Hello. Tôi nhìn cái mặt cái coi nè, chắc nó cũng lớn tuổi rồi sao, dễ thương chưa. Bữa thấy mập lắm, sao nay nhìn ốm nhom vậy? Ừ, đưa đít chưa, đưa đít chưa đây à, để ẵm miếng coi, cho ôm miếng coi, nằm xuống trời ơi, đi giải cho hả. Sao nay nó ốm vậy ha, bữa thấy nó mập lắm. Bữa nay nhìn ốm vậy con. Dễ thương chưa. Tâm thể nè, trắng đen vàng. Dễ thương chưa, dễ thương chưa. Rồi nằm ình xuống luôn à. Ơ chà, tập thể dục. Ơ chà. Để con mắt coi, con mắt có đẹp không? Cái chụp cái tấm hình cho nằm ình xuống. Dễ ghét em, dễ ghét em. Bay lì nó đi rồi nó ở nhà chơi với con mèo nữa. Cái bữa thấy con mèo nó sủa ra vẻ đàn anh lắm, nhưng mà con mèo đâu có sợ đâu. Come here, look at me. Nó đưa đít vô đây hoài vậy. Cho nằm ình xuống à, nằm hưởng thụ. Hướng thủ không? Bữa ở nó săn nó chờ tấm về. Nó chờ tấm về cái nó đụng vô cái nằm ình xuống à. Dễ ghét không?
Bữa nào vô nhà chơi nha. Đeo cái con chip màu hồng, màu tím gì đó. Dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Lăn qua lộn lại vậy hả? Ghét chưa? Ừ, ngứa lưng á. Nó cũng chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng già rồi chứ không phải trẻ.